Ăn đi xem mít chín chưa nào? Nắm bông to nhanh đi xem mít chín chưa nào? Có thích ăn quả gì nhất? Ăn đi xem mít chín chưa nào? Oh.
Bia đây vào đây mưa rồi con ạ. Có phải mưa không nhỉ? Có phải chứ, ào ào tưởng mưa. Con này nhỏ quá đi. Con ăn nhá. Con ăn rau này kia. Rau này á? Không, rau đấy không ăn được đâu con ạ. Đây con cầm cái thịt ăn này. Ơi dài lâu. Ngon lắm. Nhìn nhìn. Ăn mà, ngay bên bàn. Bẩn hết rồi. Dép bẩn hết rồi. Đây, cho mừng. Ôi, con ơi quá. Ăn nhé con nhá, ăn đi. Ngon ngon. Ngon quá đi. Ngon quá đi. Ngon quá đi. Thơm mồm à. Đúng rồi, khỏe lắm. Ngon quá. Ngon quá. Thank you.
chị sẽ đến ăn cho nè. Em có thịt nữa không? Đây để ăn thịt nữa. Chị ơi, ăn thịt nhá. Thịt nướng ngon lắm. Lấy ở đâu về? Nó phải nướng rồi gì nữa. Nướng ở đâu á? Nướng ở bếp lửa ấy. Nè. Ăn nhá. Nướng đây. Toàn mỡ là mỡ. Mỡ nhiều lắm. Ăn đi, ăn đi nhé. Ngon không? Nên làm đậu. Rồi đấy, cho này. Ăn có gì? Đúa này, lớn đấy. Cái gì giòn giòn nhỉ? Đấy là da. Da sao giòn hết? Ngon nhỉ? Ngon không? Ừ, quá. Ngon quá. Thích quả gì tròn tròn? Quả mít á? Quả mít ở đâu? Quả mít chín chưa? Chưa. Chưa chín đâu. Chưa đâu. Mỡ bà cả lấy ở đâu á? Đọc hết 10 điểm xuất sắc. 10 điểm xuất sắc. 10 điểm xuất sắc. Ngon giá. Vâng. Nó cứ mềm mềm để ăn. Nó là mơ miếng thịt. Đúng thì không ngon cả mình ra nó. Có há mồm nào bi? Há mồm. Mồm bi con. Con đang nhai, mi đang nhai. Lo. Đây, nhai cho mồm cả. Con ăn đi. Ngon không? Ngon quá. Gì? Nung nắm chưa được ăn chị. Bón cho chị ăn này. Đúng rồi, giỏi quá. Nhưng mà nó lắm quá. Cái cây kia nó to quá bí, nó không leo lên được. Cái này gọi là chí dở. Bố thì còn cái này nữa để rồi chưa nó khắc leo lên được. Thôi, được đâu. Nào cho bỏ tay ra nào. Thank you.
Hey.